Hello, mình rất là hâm mộ Tesla và hôm nay mình sẽ coi cái Tesla Model Y mới ra. Chiếc mới nhất được bán và tâm mượn về để review. On sale right now. Xe điện nó không có mua. Model S có hai cánh cửa, mặt lên như chim. Quá ngầu. Bước mơ không biết khi nào được ngồi lên chiếc Tesla, được lái chiếc Tesla. Vậy rồi nó ra chiếc Cybertruck rất là ấn tượng luôn, 85.000 đô. 85.000 đô vì Việt Nam chắc phải nhân giá lên gấp 3. Chiếc xe gia đình, chiều dài bằng với chiếc BMW X3 và Jeep Grand Cherokee Enlightened Model Autopilot. Chế độ tự lái đó, có chỗ để chân, legroom là chỗ mà để chân, không có cọng đầu gối nè. Chiếc xe lý tưởng, cửa sổ trời khổng lồ luôn, wow. Ba người ngồi với người Tây thì hơi hẹp, nhưng mà với người châu Á thì ok. Có chỗ để điều gió, cái ghế để ly nè, trà, ly, cà phê rồi đó, chở con nít được nè, có cổng USB, wow, cổng USB sạc, nó hạ ghế xuống, bấm rồi hạ ghế xuống, gập ghế lại, phẳng luôn, có thể để đồ nè, phẳng bằng với phía sau, cắt go, chỗ hàng, wow, bằng phẳng hết. Rồi mở cốp rồi bấm phát ra cốp. Chỗ đồ có mùi thì sẽ không sợ hôi. BMW X3 biết khi nào mới có chiếc xe hơi. Bấm nút nó tự ngã ghế ra luôn. Đâu cần động tay. Đứng về phía sau cốp, mở cốp bấm nút là ghế trước ngã xuống, để đồ vô, để nguyên chậu cây vô. Đẩy tay cũng được, bấm nút cũng được. Đồ chơi thể thao, xe đạp, bỏ vô. Có cái cây đó chắc là để cho cái ghế kia nó khỏi ngã ra phía sau. Sàn phẳng luôn. Mở lên có cái cốp dưới nữa nè. Bỏ đá hay bỏ đồ nghề hay gì lúc xe. Hai ngăn luôn. Ngăn sau là ngăn trước nữa. Bởi xe điện nó có chứa nhiều diện tích. Bỏ quá trời đồ vô tư. Chạy dọc luôn. Dễ bể kính không ta? Kính dễ bể. Có cái iPad khổng lồ. Nguyên một mảng kính lớn 50 km/h. Vừa lái xe vừa coi phim. Nghe nhạc, công nghệ vẫn phát triển. Xe trước xe sau luôn. Nó dò nó quét được cái loại đèn đỏ đèn xanh luôn. Nó quét nó 3D hóa tất cả những cái nhận biết đường sáng. Nếu như thấy có đông người nó sẽ tự động nó dừng lại luôn. Camera gắn đầy xe quanh để mà dò cho chế độ tự lái luôn. Dò cái chuyển động con trộm là sẽ bị dò liền, kích hoạt chế độ báo động liền. Hãy xem nó sẽ quay lại những cái gì chuyển động xung quanh xe. Ví dụ ăn cắp nó sẽ gửi cho cái camera mình. Đó, khóa xe mình đặt qua chế độ con chó. Đó, sẽ biến thành chó luôn, canh xe luôn. Ai có người ở trong xe thì nó sẽ báo luôn. Đã quên kết nối với mình qua wifi 3G gì chắc rồi. Có nhiệt độ ngoài trời luôn rồi. 20% pin thì nó sẽ chuyển qua chế độ cắm trại để tiết kiệm pin cho xe. Chế độ nhiệt độ cho ghế để làm ấm cái ghế. Cái này trên xứ lạnh thôi. Có volume lăn. Nó tự động nó chỉnh cái volume cho vừa luôn. Bấm lăn lên lăn xuống. Lên xuống trên cái tay cầm lái nó có cái con lăn nó giống như con chuột luôn. Chỉnh tay lái này, chỉnh gương, chỉ chạm thôi. Nó thiết kế rất là giống iPhone luôn. Xe và điện thoại. Cái chìa khóa rất là ngầu. Bỏ cái thẻ ra vô là xe mở cửa ha. Quá đỉnh luôn. Bỏ cái thẻ giờ mượn xe thì mình cũng có thể biết được xe đi đâu qua cái app điện thoại. Quá hiện đại. Cái chìa khóa chỉ là một cái thẻ, cái cạc thôi. Quá công nghệ. Có gì sẽ coi lại camera hành sau luôn, dashcam luôn. Trên xe có bộ nhớ để sao xây siêu clip luôn, để không làm phiền cho những người phía sau. Chẳng hạn như là xe nó chạy trong chế độ yên lặng ngủ, có người ngủ phía sau xe trong đêm yên lặng, chở vợ con gia đình trong yên tĩnh. Bấm nút bấm trên màn hình mở cốp, bấm mở cốp trước. Quá hiện đại. Phía trước cũng có cốp luôn. Quá đỉnh. Xe điện nó giải phóng cái không gian trong xe. Phía màn hình iPad khổng lồ bấm phát mở cốp luôn. Cốp có thể bỏ cái chỗ tay lái, có thể bỏ nhiều thứ, chìa khóa, chỗ đồ sạc pin, nhấn vô là nó mở lên, rất là thú vị. Không thấy nút bấm gì, thiết kế rất là đẹp. Đóng mạnh quá thì trên app nó sẽ hiện là đóng nhẹ nhàng thôi. Có cả giọng nói luôn. Bản đồ và com map, thiết kế tối giản.
Wow, nhìn vô chỉ thấy cái chân ga và chân thắng thôi. Wow, nhìn phía trước không có gì rối mắt hết. Bảng đồng hồ km là tắt vô ca bát luôn. Bấm một phát nhẹ nhàng là mở cửa xe. À, có khóa cơ luôn. Ví dụ như xe hết pin vẫn mở được cửa. Còn mở tay bằng mở bằng cơ được. À, cửa sổ trời là một cái dạng 500. Wow, bấm mở bấm tắt nó gỡ ra được. Nó hít vô thôi, nó dùng 500 hít vô. Long Range là chế độ đường xa, đi gần trong thành phố hay là đi xa. Đô mấy ngàn là dặm đó, bảo hành 1 năm bảo hành mấy dặm. 315 dặm, thể thao là khác, mà gia đình là khác. Đi gần là khác, đi xa là khác. Wow, cửa sổ trời rất là ngầu, không chiếu nắng rõ trực tiếp, nhìn dịu dịu thôi. Đỡ tốn điện xe, Florida, wow. Nhìn thấy qua màn hình là thấy em chạy nhanh, rất là nhanh luôn nè. Bẻ lái rất nhanh, Elon Musk quá giỏi cho nhân loại. Và cái Cybertruck là cái xe để mà chạy trên sao hỏa. Mình đọc truyện viễn tưởng nó rất có lợi, mơ và mình tưởng tượng ra thế giới tương lai. Hồi trước là có chiếc Hybrid Toyota, Hybrid Light để xăng điện thì rất là nổi. Các xe Hollywood rất thích xài, nhưng bây giờ có ra Tesla và các hãng đều xài xe điện này. Toyota Highlander, đấu thủ. Cái cửa sổ trời này dạng có 500 thì sao đó nó sẽ làm mờ khi mà ánh sáng nó nắng quá. Nó sẽ làm trong khi mà ban đêm chẳng hạn, không cần phải đổ xăng mà không có tiếng gió, quá yên tĩnh. Tesla nó xây cái nhà máy khổng lồ ở Trung Quốc và thị trường đông dân, thị trường quan trọng thứ hai trên thế giới. Không biết khi nào xuất khẩu Việt Nam. Khi càng chậm thì chậm, nhưng mà khi càng nhanh thì vẫn chạy rất nhanh và rất là yên tĩnh luôn, sẽ trở nên phổ biến. Wow, khi nào mình muốn được SUV đa dụng đa năng cho gia đình, nhưng mà cũng chưa phải là bán tải. Cho gia đình có chiếc này là quá đã rồi. Cho điểm là 68 điểm. Jaguar, BM, Audi, e-tron, Lincoln, Range Rover, Mercedes. Còn cái mũi xe điện rất là đỉnh, không cần hút gió. Wow, rồi cảm ơn các bạn. Bye.